Sunny đang đứng trên con đường Quang Trung, phía trước mặt anh chị đó là cái núi lớn, có cái tên thứ hai là núi Tương Kỳ, núi nhỏ là núi Tao Phung. Đây là khu vực bãi trước anh chị. Thì hôm nay Sunny mời anh chị lên xe, mình cùng nhau rảo một cái cung đường dạo biển nha anh chị, ở Vũng Tàu. Cái cung đường cụ thể như là chúng ta từ bãi trước, chúng ta theo con đường men núi lớn để chúng ta ra khu vực Sao Mai, Bến Đá và Bến Định. Mình băng qua cái khu vực Bãi Dâu. Sunny sẽ chạy chậm chậm thôi để anh chị hình dung được cái con đường ngày hôm nay nó như thế nào. Và con đường này cũng thuộc loại con đường đẹp ở Vũng Tàu nên muốn giới thiệu anh chị và các bạn. Nhân tiện đó thì Sunny cũng muốn gửi tới anh chị xa Vũng Tàu đã lâu đó, nhìn lại cái khung cảnh này. Mé bên tay phải Sunny đó là con đường thống nhất để chúng ta ra về nhà thờ lớn. Nó giống như nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn á, ở đây là nhà thờ Vũng Tàu. Kế bên nó có trường học là Thánh Giuse và trường học Trung học Vũng Tàu, kỷ niệm một cái thời thơ ấu ngày nào. Đây là con đường Lê Lợi để chúng ta ra sân vận động Lam Sơn. Con đường hàng me rất là đẹp, con đường có lá me bay đó anh chị. Trước kia đây là một cái cụm nhà, một cái cụm dân cư và có những cái nhà Pháp rất là đẹp, nhưng mà sau này xuống cấp, họ đập phá đi và trở thành một cái công viên. Đây là khu vực bãi trước anh chị, nó khác xưa rất là nhiều anh chị ha. Hồi nhỏ thì ở giữa nè, nó có một cái con đường hàng bạc thơ mộng rất là đẹp, nhưng mà bây giờ nó là một cái hình ảnh tư liệu xưa cũ rồi. Xa xa chúng ta sẽ thấy Bạch Dinh. Bạch Dinh được nổi bật trong cái trời xanh, ở dưới thì tô điểm cho Bạch Dinh đó là một cái hoa sứ, một cái hàng cây cổ thụ hoa sứ cổ. Đây là con đường Ba Cu, xưa kia là Nguyễn Thái Học. Đi tới đâu thì xin đi, biết đến đâu thì trình bày cho anh chị tới đó. Thì không biết là trước năm 1975 như thế nào, nhưng mà sau năm 1975 thì khu vực này, khu vực Lam Sơn cho chuyên gia Nga, Liên Xô rồi đó dầu khí ở, nhưng mà không cho vào đâu. Bây giờ thì chạy vào thoải mái rồi. Con đường trong trọng có những con đường rất là đẹp, để chuyến sau thì Sinh Y sẽ lang thang những con đường đó, nó có những biệt thự Pháp đẹp lắm. Hồi xưa mà Sinh Y trốn vô trọng chơi đó, gặp mấy ông bảo vệ á, ổng cầm cái cưa, ổng nói táo cưa chứng may, thế là đâu có biết đâu, khóc năn nỉ. Vô trọng thì nhỏ đâu có chuyên đi chơi rồi đi hái xoài hái nhãn thôi chứ đâu có làm gì đâu, bị đe dọa như thế tao cưa chân mày. Nhưng mà bây giờ lớn thì mình hiểu mấy chú hù thôi. Và chúng ta đang lăn bánh qua cái Bạch Dinh, một cái công trình mà đáng quay gửi anh chị các bạn trong những cái clip sau. Hoa sứ anh chị thấy đẹp. Ở đây thì có một cái hòn ngu anh chị, mũi hòn ngu, nhưng mà bây giờ nó có tên là Rù Rì. Hòn Rù Rì, chính vì cái khu du lịch Hồ Mây này là nó phá cái quang cảnh hòn ngu. Hòn ngu là một cái nơi mà kỷ niệm biết bao nhiêu cái thế hệ sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu.
ở đây khi mà mùa hè đó, cái hàng cây dạ tỵ này nè nó rụng lá, vô trong đây chụp hình cũng rất là đẹp. Dọc ở đây thì có những cái quán cà phê, nhưng mà theo mình ghi nhận thì quán cà phê này họ không cho kinh doanh nữa, thì mình thấy cũng đúng thôi. Đây cái nhà ga của cáp treo để chúng ta đi lên khu vực Hồ Mây. Giá vé như cũng 300.000, nhưng mà người địa phương thì đưa chứng minh nhân dân ra thì giá giảm chút xíu. Thì Sunny có lên một lần, nhưng mà lúc đó chưa có làm về cái kênh YouTube này, hôm nào cũng phải lên thôi. Và chúng ta chuẩn bị lăn bánh lên một cái eo núi, men theo sườn núi để chúng ta về khu vực bãi dâu anh chị. Ở đây thì nó có một cái quán cà phê rất là đẹp, Bình An Village, nó dạng như một cái resort. Họ cũng kinh doanh cà phê, ăn sáng, ngồi trong cái ngôi nhà cổ, rồi ngắm biển. Những con tàu đang về cảng Sài Gòn. Phê thì rất hay. Rồi mình vòng theo đường núi nha anh chị, để ra khu vực bãi dâu. Đây có một cái quán cà phê điểm tâm sáng, breakfast cà phê, nhà hàng seafood vân vân. Cái này mới mọc ra thôi. Và đây là cái làng Bình An anh chị, mà Sunny đã quay một cái clip đã gửi đến chị rồi, review cái khu vực này, cũng có một tí gì đó like cam khu vực làng Bình An. Đối với khu vực bãi dâu thì có những cái điểm như là nhà hàng, như là gạch hào, cây bàn. Về tín ngưỡng thì mình có tượng Đức Mẹ, tượng Phật Bà Quan Âm, và quanh đó có những cái nhà nghỉ, những cái quán nhà hàng seafood. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ thấy có hai quán mà mình gợi ý thôi, đó là cây bàn và gành hào. Mình sẽ thả dốc nha anh chị. Đây gành hào anh chị, khu vực gành hào. Khi mà để có một vị trí đẹp thì anh chị cũng nên là trên Google về số điện thoại để đặt cái chỗ trước. Cứ anh chị vào Google thôi, Gành Hào Vũng Tàu, thế là ra cái trang web của Gành Hào có số liên lạc thì anh chị đặt thôi. Con đường này là nhỏ, xin đi đạp xe đạp đi á, thì nó chỉ bằng nửa con đường này thôi, sau này mở rộng ra. Và hai bên thì
rừng rậm, rồi men theo những con dốc như thế này chúng ta tới một cái khu vực cụm dân cư Bảy Dâu, nhỏ nhỏ thôi, bán những quà lưu niệm, hàng mỹ nghệ, và đó nó có một cái bãi tắm. Bãi tắm thì nó không có được trong cát trắng như là bãi sau. Thì anh chị cũng biết ở đây là ngay cái vịnh Cành Rái, sông nó đổ phù sa ra cả hàng triệu năm rồi, nó tích tụ rồi. Đây quán cây dừa, quán này cũng rất là đặc biệt. Nếu anh chị ra sớm lưới, anh chị mua cá, mua tôm, mua ốc mà tới đây thì họ sẽ trang bị chúng ta những cái lò nướng, thế là chúng ta nướng hải sản ăn với gia đình, có những cái bàn ghế, rồi có bia này nọ, có nước ngọt, lò nướng, chén bát, mình trả thôi, mình trả tiền chủ ngồi và trả tiền bia và tiền thuê lò thôi, và mình có một cái view cũng đẹp lắm. Xung quanh đây bây giờ thấy nhà hàng hải sản mọc ra và hệ thống khách sạn. Sunny cũng có quen một người bạn làm cái homestay ở đây, gọi là nhà nghỉ Hồng Thanh. Lên cái hẻm, lên dốc thì xe 20 mấy chỗ lên cũng được, nghỉ cũng rất là thoải mái. Hôm nào thì Sunny sẽ quay lại cái nhà nghỉ đó gửi cho anh chị và các bạn. Và cũng xin thưa anh chị các bạn, ở đây nó có một cái điểm là cái nên quan tham quan, đó là giếng ngự của Gia Long. Gia Long hồi xưa quân Tây Sơn đánh đuổi đó, Gia Long có ghé đây và nó có một cái đền Gia Long giếng ngự. Rồi chúng ta sẽ đi ngang qua khu vực Bảy Dâu nè anh chị. Đây cái khu vực mà anh chị cũng đáng nên ghé, đó là nhà thờ Đức Mẹ Bảy Dâu. Nhà hàng cây bàn. Xa xa là chúng ta, nếu mà trời trong thì chúng ta sẽ thấy Cần Giờ ở phía tầng chân trời. Chiều chiều anh chị ra đây chụp hình nè, nó có một cái view rất là đẹp, đặc biệt là buổi chiều hoàng hôn buông xuống anh chị. Rồi chúng ta sẽ theo một cái con đường quanh co, ôm theo cái mỏm núi của núi lớn, núi Tư Kỳ, để chúng ta ra khu vực Sao Mai. Khu vực Sao Mai nổi tiếng là nó có những cái nhà hàng seafood, giá cả nó sẽ hữu nghị hơn, bình dân hơn so với Gành Hào hoặc là Cây Bàn. Đó là khu vực Sao Mai thì mình có những cái điểm đến như là
các anh chị lên núi khám phá trận địa pháo cổ, có những cái nòng đại bác cả trăm năm rồi, mà có những bức tường thành lô cố rồi những cái nòng đại bác đẹp đẹp lắm, nhìn chụp hình lên hình rất là đẹp. Con đường quanh co, con đường này cũng rất là nguy hiểm anh chị. Nó cứ quanh co, nếu mà chúng ta chạy mà không làm chủ tốc độ thì có thể là va xe, va vào cái thành núi hoặc là những cái cột lan can này. Tại sao Sunny nói điều đó? Rất là nhiều vụ một số bạn trẻ đó cứ lên xe là éo rầm, cũng thành đật chia buồn, có những cái vụ tử nạn ở đây. Chiếc tàu xà lan, thì thấy chiếc tàu xà lan đang chở một con tàu rất lớn, nói chung là chở giống như chở chiếc phà đi cùng đảo vậy. Chiếc phà mà hai thân mà ở đi Phú Quốc, ở Hà Tiên có đó anh chị. Tàu cao tốc khác, còn cái này là phà, nó khác. Phà thì mình có thể đưa những cái chiếc xe hơi, xe hai mươi mấy chỗ lên để vận chuyển hàng nặng. Đây có một nhà nghỉ dọc biển mới khánh thành. Cái hướng này chúng ta cũng đi ra cái khu vực chùa Thích Ca Phật Đài, mà một cái địa điểm mà bất cứ ai xưa kia đi ra Vũng Tàu cũng phải ghé, đó là hai nơi Thích Ca Phật Đài và Niết Bàn Tịnh Xá. Xa xa mé bên tay trái mà hướng biển thì anh chị thấy cái mỏm núi Vinh ở Bà Rịa và mỏm núi Long Sơn của bán đảo Long Sơn, và chúng ta lăn bánh vào khu vực Sao Mai rồi. Để tiện cho anh chị để ôn lại kỷ niệm thì Sunny sẽ đi ngang qua cái cụm dân cư khu vực Bến Đá. Chứ Sunny không đi dốc hai con rồng nha anh chị. Nếu mà anh chị ở Vũng Tàu lâu sẽ biết dốc hai con rồng. Khi mà đi tới khu vực sau này thì nó có một cái nét rất đặc trưng, là khi mà hít vào thì nó nghe mùi cá, mà cá khô, người ta phơi cá khô. Ở đây thì có một số cơ sở xẻ cá rồi ướp cá, phơi cá, làm cá khô đó anh chị. Đây là cái quán, những cái quán mà khu vực dọc khu vực Sao Mai, quán nhà hàng. Chúng ta ngồi ở đây chúng ta có một cái view cũng rất là đẹp, ngắm về cái vịnh Gành Rái. Đây là nơi bán cua, ghẹ, hải sản, tôm, ẩm thực làng cá đó. Những cái nơi ẩm thực làng cá thì khu vực này thì giá cả nó sẽ bình dân hơn. Thành Phát, cái quán Thành Phát mà một số
anh chị xuống cũng biết điểm điểm này và mình cũng giới thiệu cho anh chị điểm Thành Phát này rất là nhiều bạn bè của Sinh Y á. Chị mà muốn lên trận địa pháo cổ á thì số 444444 con đường Trần Phú, khu vực sau mai anh chị sẽ có cái đường dọc núi men theo đường núi để lên trận địa pháo cổ nha. Sinh Y đã quay rồi, khi nào rảnh thì Sinh Y sẽ quay lại gửi anh chị để cập nhật cái hình ảnh quay cách đây khoảng 2 năm rồi. Cái đường đó thì cũng lên cái miếu của chú Hoàng. Ở hai bên thì người ta kinh doanh những cái đồ hải sản như là mực khô, cá khô, tôm khô và bán nước mắm. Lúc trước thì con đường này cũng rất là nhỏ anh chị, hai bên đường là có những vị cá để người ta phơi, như là như thế này người ta lứng ra đường, nhưng mà bây giờ nó người ta phơi trong cái lề đường thôi, cá phơi ở những cơ sở nè làm cá. Đây là con đường hẻm 444 nè, đi lên cái trận địa pháo cổ. Tới đây thì Sinh Y sẽ quẹo trái để chúng ta men theo cái cụm dân cư của Bến Đá nha anh chị. Chứ Sinh Y không đi dốc hai con rồng, đi những con đường này thì nó sẽ có ôn lại kỷ niệm một số anh chị ở khu vực này xưa kia. Rồi Sinh Y quẹo trái nha, tới đây Sinh Y coi đường nó quẹo trái để đi khu vực này. Ở dưới kia là bến cảng, chúng ta men theo con đường này. Dạ, mình đi ngang qua cái chợ Bến Đá gì. Tại sao mà Sinh Y hồi xưa rành cái khu vực kìa, những hẻm hóc khu vực này. Sinh Y hồi xưa là bóng xà bát, là bán xà bông của BG. Thì Sinh Y bỏ xà bông để người ta giặt đồ, rửa ghe rồi đó. Khu vực này nên chính vậy cũng rành lắm. Khu phố con đường Bến Đá đây. Và nay là nó là con đường mang tên là Bạch Đằng. Thay vì mình đi dốc hơi rộng thì đi ở đây thì nó có nhiều kỷ niệm hơn. Và con đường này sẽ đi tới Thích Ca Phật Đài. Có một số nhà bán ngư cụ và một số nơi làm đá gì đá cây đó để cung cấp cho những cái ghe tàu chuẩn bị ra khơi. Sinh Y sẽ chạy thẳng luôn anh chị ha.
có những con đường bên trái để tẻ xuống bến cảng, như đường Lò Than và những con đường khác. Đường này hồi xưa ổ voi ổ gà không, bây giờ thì quá đẹp. Đây là cái khu vực Thích Ca Phật Đài anh chị. Thích Ca Phật Đài, hôm nào sẽ lên đây gửi cho anh chị sau nha. Hồi xưa thì bán vé, chùa bán vé, giờ thì không còn nữa. Nhỏ thì trên đây cứ Tết nhất thì đi thuê một chiếc xe lam, thế là có được tiền lì xì đó. Quyến một sớm đi lên đây chơi, vì xưa cũng đâu biết đi đâu đâu. Lên dẫn chơi xong rồi lấy mấy cái trái mắt mèo về chét nhau, trời ngứa gãi. Xưa phá lắm. Và chúng ta sẽ men theo con đường này để chúng ta về cái khu vực Bình Định. Và cái khu vực Bình Định cũng kết thúc cái clip này. Hy vọng rằng đây là một số cái hình ảnh vui chơi thôi, dạo quanh biển để anh chị nhìn ngắm đường phố Vũng Tàu. Đôi khi vô tình thì gặp anh chị nào đã từng sống ở đây thì nó vui hơn, ôn lại kỷ niệm. Và con đường rất là đẹp. Xin ý cũng muốn giới thiệu anh chị và các bạn, khi mà tới Vũng Tàu thì mình cứ lang thang riêu riêu dạo biển, ngắm phố phường. Chúng ta chuẩn bị tới chợ Bình Định rồi. Và mé bên tay trái có một cái trường học. Thì theo những cái clip kia mà Sunny quay á, có một số anh chị cũng hồi xưa cũng đã từng học ở đây, có rất là nhiều kỷ niệm. Thì Sunny nhằm mục đích cập nhật cái hình ảnh thôi. Trường thì nó khác xưa rất là nhiều, được xây sửa lại. Trường thắng nhì đó, nó khác nhỏ thì Sunny thấy mà trường này nó còn lụp xụp lắm, nó không có nhà lầu như thế này. Và trước mặt anh chị đó là con đường Lê Lợi và con đường Trần Phú. Góc đây là một cái đình Thắng Nhì và cái chợ Bình Định. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã cùng lang thang với Sunny nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo. Thân ái mến chào anh chị. Bye bye. Hẹn gặp lại.